tiếp chấp 168 của bộ truyện tích chữ 10 vạn vật tư trước ngày tận thế. Lúc này hai quả trứng của kim điêu từ từ nứt toát chui ra kêu, chip chip chip. Mê đó Trần Lạc cũng quay về tới căn cứ. Trần Lạc ngồi sổm bên trên nhìn xuống cười, ha ha ha. Hóa ra là chuyện vui. Tiếp đó Trần Lạc ngó lên nhìn kim điêu hỏi, tao có cách khiến bọn chúng lớn nhanh. mày có muốn thử xem sao không? Kim Điêu liền kêu lên một tiếng biểu lộ ra đồng ý, Trần Lạc vui vẻ, được. Vậy mày và các con của mày đi cùng tao một chuyến. Trần Lạc liền bế hai đứa con Kim Điêu lên, sau đó dùng hư không hành tẩu dịch chuyển đi. Trần Lạc nghĩ thầm, dù sao khiến tiểu Kim Điêu lớn lên trong chớp mắt cũng là kỹ năng đỉnh cao, nhất định phải thể hiện trước mặt mọi người. Một lát sau Trần Lạc cũng bay đến bờ biển. Trần Lạc ôm hai con tiểu Điêu đi đến trước mặt đám hải sản nói, các vị, Kim Điêu này là thú cưỡi của tao, có nhiều công lao, cho nên tao chuẩn bị thưởng cho nó. Hãy nhìn cho kỹ, tao sẽ khiến con của nó lớn lên một cách nhanh chóng. Nghe xong đám hải sản vô cùng sừng sốt, bọn nó khó hiểu bàn tán xì si sao, lớn lên nhanh chóng sao. Ý của Hải Vương là gì vậy? Tôi cũng không hiểu. Trần Lạc không giải thích gì thêm. Hai tay liền đặt lên người hai con tiểu điêu thi triển tăng tốc thời gian. Lập tức ngay sau đó hai con tiểu điêu thân hình nhỏ nhắn, từ từ trở nên to lớn biến thành kim điêu trưởng thành. Đám hải sản nhìn một màn mà không khỏi sừng sốt, nó to lên rồi, trưởng thành rồi. Chuyện này, chuyện này sao có thể chứ? Nếu như tôi không nằm mơ, thì hải vương quá mạnh rồi. Bọn nó lập tức dập đầu xuống cuối lại. Trần Lạc lúc này quay lại nhìn Kim Điêu mỉm cười. Kim Điêu, đây là phần thưởng của tao dành cho mày. Đưa các con của mày về đi nó liền gật đầu kêu hai tiếng đầy cảm kích, chip chip. Ngay đó cá ngựa từ phía sau ngốc đầu lên lúng túng hỏi, Hải Vương đại nhân, tôi cũng có con, có thể giúp tôi không? Trần Lạc khẽ cười, chuyện này còn tùy thuộc vào biểu hiện của mày. Trần Lạc trong lòng này ra một ý nghĩ, xem ra phải xây dựng một thủy cung ở đây. Chuyện nuôi dưỡng những đứa trẻ này trở thành cấp vương trong tương lai. Tiếp đó Trần Lạc vẫy vẫy cái tay bảo đám hải sản, bây giờ chúng mày hãy quay về đi, một tháng sau đợi tao ở bờ biển. Có con cái thì hãy mang theo. Trần Lạc nghĩ thầm, có con của chúng nó trong tay. Sau này cho dù bọn chúng có ý định không nghe lời cũng cân nhắc một chút. Ngay đó Trần Lạc dùng hư không hành tẩu nhảy một cái vèo bay đi. Đang bay thì đột nhiên tim của Trần Lạc đập thình thịch thình thịch dữ dội. Trần Lạc đau đớn hét lên. À. Trần Lạc lập tức hạ người đáp xuống. Miệng phụt ra một họng máu. Trần Lạc tay ôm ngực, miệng đầy máu thở hỗn hển thầm nghĩ lực lượng mượn từ cấp hoàng của mình biến mất rồi tinh thể của mình hình như lại sắp vỡ rồi bây giờ xem ra chỉ có đạt đến cấp vương mình mới có thể dễ dàng sử dụng dị năng dung hợp này mà không phải trả giá vài ngày sau trần lạc cũng tịnh dưỡng xong trần lạc liền bảo kim điêu chở mình và mễ lạp đi hóng gió trần lạc cười nói những ngày qua cuối cùng cũng được nhàn rỗi rồi thường ngày ngồi trên đại kim điêu đi hóng gió chúng ta chính là thần điều đại hiệp. Mễ Lạp nằm trong lòng ngực Trần Lạc đột nhiên lúc này hai mắt mở to nàng sửng sốt hỏi, anh xem, bên dưới là một mảng đen xì, đó là gì vậy? Trần Lạc giật mình, đây, đây, là chuột. À đây là con chuột thủ lĩnh ở chấp 145 may mắn không bị Trần Lạc giết. Bây giờ nó triệu tập đồng bọn chuẩn bị trả thù. Trần Lạc thản nhiên nói, nhìn số lượng này, chắc chắn phải đến 4-5 vạn con. Cũng có thể đánh thành rồi Mễ lạp nghe đến chuột mặt mài tái mét Sợ hãi hỏi Sao bọn nó lại tập trung lại vậy Trần lạc an ủi mễ lạp nói Anh không biết Có điều bọn chúng còn cách thành thự quang bảy tám trăm dặm Không cần quan tâm Vậy thì tốt Ngay đó đột nhiên một đàn kiến bay mù mịt kéo đến Mễ lạp hoảng hốt hét lên Á Đám kiến bay Trần lạc có chút khó hiểu sao đến kiến cũng. Đột nhiên Trần Lạc nhận ra gì đó, sắc mặt liền trở nên khó coi. Trần Lạc thầm nghĩ, chỉ là đám chuột, mình có thể dự tính được bất ngờ. Nhưng tại sao hai loại sinh vật này lại hành động với quy mô lớn như vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Hết chấp 168 hẹn mọi người vào video lần sau. Cảm ơn mọi người đã xem chuyện ủng hộ.